tắm chó, không tắm chó cho nào. Ok, cho con tắm chó. Đúng rồi. Cho con tắm chó. Tắm cho nó mát. Đang tắm chó nha mọi người. Tắm chó mới mát ông nhỉ? Đấy, tắm mới mát thì mới lớn chứ. Mỗi ngày cũng tắm một lần. Vâng, mỗi ngày phải tắm cho một lần nhỉ? Quay gà chó lần. Được, được, được. Này đi thăm lán của ông nằm ở trong rừng đấy mọi người. Đây kìa. Đó. Đây. Siêu. Đằng sau này có người nữa nha mọi người nhé. Có thằng em nữa. Nằm sâu ở trong này nhé mọi người. Đây, đây là toàn ruộng lúa đây. Rất đẹp đây. Đấy. Đi thăm nhà ông xem là ông có cái gì và có cái gì nha mọi người nhé. Xem cuộc sống của ông ra sao. Vậy như thế nào. Ông nói nhện ở đâu nhỉ? Ông nói bé như này là trên này có đâu nhỉ? Cây chuối nhiều nhỉ? Ồ. Đây. Đó. Nhông thế này. Rồi đi đây. Đây có làm đường đi xuống không? Phong cảnh đẹp phết mọi người nhé. Đây, dốc đi xuống dưới luôn, rất là dốc. Đây, bây giờ đường đi lại rất là dễ dàng nhỉ, chỗ này nhỉ. Ông nhỉ. Đào được đào được đường to như này thì tóm lại đi lại dễ dàng đây. Đó. Đường toàn đi bộ thôi nhá, không đi xe được đâu nhá anh em nhá. Còn bên này thì một vách đá rất là cao này. Ồ. Giờ mình không gió đâu. Cứ đi đã. Cứ đi đã mọi người. Xem ông sống thế nào. Sinh hoạt ra làm sao mọi người nhá. Nuôi con gì và làm cái gì á, mình tò mò xong là mình đến thấy xong là đến quay mọi người. Ấy à, ông nuôi con chó nhỉ? Đây con chó đây. Đây đó, đây là nhà ông ấy. Đây có nuôi con lợn này. Có hai con lợn nhỉ? Có hai con lợn mọi người nhé. Đó. Ch, 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 ch.
Với lại bên này đằng sau này là không con chó. Đây. Chắc đói rồi. Đói chưa? Đáng yêu phết rồi mọi người nhé. Ông lấy dầu về cho lợn. Được nhé. Nuôi lâu chưa? Nuôi 2 tuần rồi. Nuôi được 2 tuần rồi nhỉ? Được, vâng. Ông ba. Con này chiều 3, con này 7. Con bé 700. À con to chiều 3 ấy nhỉ? Ừ. Chiều 3 nó 11 cân. Chiều 3 nó có 11 cân thôi nhỉ? Ừ. Con này 5 cân 700. 700. Ừ. Thế con mua đắt phết đấy nhỉ? Lợn giống ấy. Đắt. Ôi. À. Còn đây là cái để bờ ruộng. Chuồng lợn bé bé. Còn đây là lá củ mài nha mọi người. Nước sạch ở đấy luôn nhỉ? Không nhỉ? Đấy là nước sạch luôn á. Lên trên kia là rừng. Còn đây là củi nha mọi người. Thế nào? Đây có con gà dâu đi không? Xuống dưới xem nào. Nuôi gì con nuôi gì. Cây này cây mượn là mọi người. Chắc là cây này cây mượn mọi người. Cây mượn tâm hoa. Ông này ra lấy nước cho biết lấy đi dựa chuồng lợn sao ấy. Phong cảnh rất là đẹp nha mọi người. Đi xem ngoài nhà ông nào. Xem nuôi con gì. Con đấy là con lợn. À, con nuôi con gà này. À, con nuôi cả con bò nhé, bên trong. Trong con nuôi cả con bò. Đây có một con gà mà không có đuôi. Chả thấy đuôi đâu.
đường. Đây cái trong này có con bò này mà. Đâu bò này, này. Rồi lên nhà mọi người. Lên nhà. Đâu xem nào. Đi xuống dưới này. Có cảnh rất là đẹp nha mọi người. Trồng cây ngô. Ý giời, đẹp quá. Phong cảnh rất là tuyệt vời luôn. Đó. Ông tắm chó. Ông tắm chó xem nào. Ok, cho con tắm chó. Đúng rồi. Cho con tắm chó. Tắm cho nó mát. Đang tắm chó nha mọi người. Tắm chó mới mát ông nhỉ? Đấy, tắm mới mát thì mới lớn chứ. Mỗi ngày cũng tắm một lần. Vâng, mỗi ngày phải tắm cho một lần đấy. Nhỉ? Quay gà chó lượn. Được, được, được. Mát quá, mát rồi bây giờ ấy. Mua 200 đấy con này. Con này mua 200 về nhỉ? Vâng. Ôi đìa đìa đìa. Ôi rồi. Được rồi. Rồi. Rồi ok rồi. Ui có mát luôn. Đó lại buộc chú cú nhá. Bây giờ mới mát ông nhờ. Đây, bây giờ mới mát chưa? Nhà đó. Đấy, chó bây giờ mát ngay. Rồi, bây giờ đi vào nhà nha mọi người nha. Sẵn nghe. Này dùng cho lợn. Này à, nấu ngâm rượu cho con lợn. À. Ngâm cho lợn, dùng cho lợn. Đây là chỗ bếp. Bếp nấu nướng mọi người. Đây, bếp chỗ bếp nấu nướng.
Rồi, ok, sạch sẽ không? Sạch sẽ không? Rồi không? Rồi rồi. Ok. Cháu đi vào nhà đấy. Ôi, đợi trong nhà đi. Cháu đang ăn mì tôm. Ăn mì tôm nhỉ? Vâng mà. Ăn đi. Chị đi à? Đi mà. Ăn đi. Ăn lắm à? Ăn đi. Đâu. Ăn đi, ăn mì tôm đi. Đấy, đúng không? Đúng rồi, ăn mì tôm đi. Lại cái gì lại à? Ui, ngon, 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 nè, ngon. Ngon. Ăn đi, ăn đi. Chị nè. Quay tư mà tao giăng video. Bác giăng. Ờ. Con này cho châu. Cỏ cho châu. Tạm tu đi mọi. Nuôi hai con à? Ông mà nói nhỏ nên này là ông không nghe thấy đâu. Phải hô to và rất to ông mới thấy nhỏ anh em nhé. Mỗi ngày cũng là hai. Hai bó cỏ nhỉ ông nhỉ? Hai bác. Ờ, hai bác cỏ. Cỏ. Nuôi rồi. Nuôi hai con. Ừ, hai con. Dạ. Ăn cơm. Ăn mì tôm. Và ăn mì tôm. Cái này còn sáng không? Còn sáng. Sáng nữa. Làm thế nào nó sáng? Dạ. Bấm đây. Đúng rồi. Cái gì đặt mà hai bước? Một bước, hai bước. Đúng rồi. Ô nó. Ồ. Cứ biết ông à. Ồ. Gì? Tôi mạnh lên. Điều mà lộ. Chứ bị cháy rồi. Chứ bị cháy rồi mà lộ. Ừ, chưa. Ờ. Cái này rất là môi. Ừ. Ừ. Ừ.
Chị. Đâu rồi? Mở lại cửa nhà mình không? Ai là người? Cameraman. Nè, mùi không? Mình thương không? Cameraman không? Người nằm xuống không? Không thể. Nào thì bao lâu rồi? Có một đàn ông phải không? Mười nha, mười đi. Vâng. Sao mới là năm mà chưa được? Chưa được. Cuộc sống thanh bình mới nhé, tuyệt vời. Không ồn ào, không gò bó, thích ngủ thì ngủ, thích làm thì làm. Đấy. Càng làm nhiều càng có nhiều, càng làm ít càng có ít, nhưng mà đó ông về ông thì ông già hút chút khẩn khách chồng cũng mới như hút khẩn mua cho con cháu cũng là vẫn mua bóc xong. Được rồi, ra quay được cuộc sống của ông hàng ngày rồi. Cho nó ngồi xem. Ông ngồi đấy. Kéo nhau các kiểu. Nà tí tầng cây băng. Biết mà. Không có quay tầm mà dính được. Ôi chờ nó. Bao nhảy lộp thì vào. Chờ, bên này cho anh em xem. Mình sẽ hút đi thôi. Xong là ra quay bên nhà này. Quay phan hút lô tây chủ. Đó, bên này thì được lập. Được rượu. Ôi, ông có thuốc khẩn nhiều nhỉ. Ây da. Trong này, bên trong này là ông trồng cái gì đấy? Trồng. Ok. Ở đây thì nhiều củi nhỉ.
Ôi, mình cũng chào mọi người, mình tầm sừng. Xin chào mọi người nhé. Vâng. Chào nhé. Ừ. Đó. Ở đây.